Chào mừng các bạn đã quay trở lại Instagram. Trong một năm đổi lại đây, những mẫu case mang tông trắng bắt đầu lên ngôi do tính thẩm mỹ đối với những góc setup trở nên sáng sủa hơn. Cùng với đó là linh kiện PC màu trắng đã dần dễ tiếp cận với người dùng. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn sẽ có những người thích PC của mình mang tông màu đen khiêm tốn nhưng vẫn toát lên vẻ huyền bí nam tính, nhưng cũng phải đi kèm hiệu năng cao. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đem cho các bạn bộ PC Hyperbox với tên gọi là Jabberwocky, mang đủ những yếu tố đó và có thể gọi là một bộ PC endgame dành cho những bạn game thủ ở thời điểm hiện tại. Bây giờ hãy cùng khám phá trong video này nhé. Đầu tiên, đối với mainboard, rất nhiều người kỹ tính muốn con main của mình phải ngoại hình cực kỳ gọn gàng, không để có họa tiết và lộ chi tiết bảng mạch ra bên ngoài. Trên tay mình hiện tại là chiếc mainboard NZXT Z790, là một trong số ít dòng mainboard trên thị trường có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Sở hữu một ngoại hình bắt mắt, thiết kế gọn gàng không để LED RGB, toàn bộ bảng mạch đều được trang bị tấm chắn, chỉ để lộ ra những phần socket để cắm CPU, RAM, VGA và một số dây nguồn. Như bao chiếc mainboard trong tầm giá khoảng 8 triệu, Z790 của NZXT cũng được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như USB Type-A 3.2, USB Type-C, cổng HDMI, DisplayPort và các cổng âm thanh Jack 3.5. Tuy NZXT không phải hãng được đánh giá quá cao về hiệu năng mainboard, nhưng với chipset Z790, nó vẫn sẽ tương thích với những dòng CPU tầm trung tới đời cao như i7, i9, Intel đời thứ 12 và 14. Đối với một chiếc CPU rất mạnh để chiến game cũng như làm việc cực mượt, chúng ta sẽ có i7 13700K. Dù thế hệ 14 đã ra mắt, nhưng đối với i7, thế hệ 12 và 13 vẫn mang trong mình một mức hiệu năng có thể gọi là gần như không án bất kỳ tác vụ gì đối với người dùng phổ thông. Được trang bị 16x24 luồng xử lý với xung nhịp boost lên tới 5.4GHz, đây sẽ là một sự lựa chọn rất tốt cho những bạn nào cần bộ PC dùng lâu dài. Ngoài chơi game ra, chiếc CPU này có thể làm rất tốt những công việc liên quan đến media như dựng video, những độ phân giải 4K. Tuy nhiên, đối với một con CPU mạnh như vậy thì vấn đề nhiệt độ không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, tản nhiệt nước All-in-One sẽ là giải pháp tốt nhất. Deepcool LT720 sẽ là một trong những tản nhiệt nước có hiệu năng cực kỳ tốt trong tầm giá của nó. Được trang bị dung tích RAT là 360mm, cùng hiệu năng bơm là 3.001 vòng mỗi phút, CPU các bạn sẽ luôn làm việc trong trạng thái ổn định. Bên cạnh đó thì đây cũng là chiếc tản nhiệt nước dành cho bạn nào không thích màu mè, bởi vì hầu hết của nó đều là màu đen, chỉ được trang bị một chút RGB ở phần bơm, nên các bạn có thể custom màu sắc, bật tắt tùy nhu cầu. Về bộ nhớ của bộ PC này, mình sẽ sử dụng mẫu RAM được rất nhiều bạn game thủ ưa thích, đó chính là Trident Z DDR5. Với dung lượng là 32GB cùng burst lên tới 6.000MHz. Ngoài phần thiết kế vỏ kim loại đen rất nam tính ra, hiệu năng render của nó cũng mạnh hơn đáng kể so với cả DDR4. Đồng thời, đem tới các bạn chơi game với mức FPS nhìn hơn một chút, tạo lợi thế đối với những game eSports. Bên cạnh đó, ổ cứng thì mình sẽ dùng Lexa NQ790, một sự lựa chọn khá kinh tế cho những bạn nào cầm chiếc SSD dung lượng cao, cùng với tốc độ đọc ghi là 7.000MB/giây, đủ để các bạn lưu trữ cũng như làm việc thoải mái. Gaming PC không thể nào thiếu cả đồ họa rồi, tất nhiên. Trong loại game AAA cũng như eSports hiện nay, không gì có thể làm khó được Nvidia RTX 4070 Ti. Trên tay mình đây là mẫu Asus TUF Gaming, một con VGA với ngoại hình khiêm tốn, phù hợp cho những bộ PC mang tông màu đen. Hiệu năng của nó sẽ ngang ngửa với cả 3090 khi chiếc bật DLSS. Tuy nhiên thì 4070 Ti sẽ có những lợi thế như công nghệ mới, mức giá dễ chịu hơn, dễ tiếp cận hơn. Mặc dù 3090 có những lợi thế nhất định như lượng VRAM dồi dào, nhưng nếu bạn chỉ là một người dùng phổ thông, công việc không yêu cầu quá nhiều VRAM như vậy thì 12GB trên 4070 Ti đã đủ đáp ứng những nhu cầu chơi game và làm việc rồi. Để cân những linh kiện mình vừa liệt kể trên, chúng ta sẽ cần một con nguồn đủ mạnh. MSI MAZ A850 với công suất 850W chuẩn Gold sẽ là sự lựa chọn rất sáng suốt trong thời điểm này. Nguồn cao cấp của MSI đã được rất nhiều người dùng tin tưởng và kiểm định về chất lượng. Bên cạnh hiệu năng ra thì đối với con nguồn của MSI sẽ có giá rẻ hơn một chút so với các thương hiệu khác như là Corsair, Cooler Master, v.v. Cuối cùng, thứ quyết định 80% ngoại hình của bộ PC chắc chắn sẽ là vỏ case. Hiện tại trên bàn mình đang là mẫu vỏ case mới của Sigmatech với mã là Pano M Black. Trong năm 2024, việc sở hữu chiếc vỏ case bể cá đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với những người chơi PC. Với mức giá 1 triệu đồng, các bạn đã có một cây ATX với thiết kế vô cùng độc đáo. Phần kính được thiết kế bo tròn ở mặt trước, tạo cảm giác mềm mại như một chiếc bể cá được đúc nguyên khối. Ngoài ra thì về chất lượng build của vỏ case này cũng rất chắc chắn, thiết kế airflow sẽ luôn đảm bảo lượng không khí đi vào case để ổn định nhiệt độ cho bộ máy các bạn. Tổng kết lại, nếu là bạn nào có gu màu đen, cần một bộ PC ngoại hình khiêm tốn nhưng vẫn có thiết kế tinh tế, đồng thời sở hữu những linh kiện cao cấp, đem tới hiệu năng chơi game cũng như làm việc cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại, thì Hyperbox PC Jabberwocky sẽ là một sự lựa chọn khá lý tưởng cho các bạn. Với mức giá ở khoảng 50 triệu, đây sẽ là một trong những con chùm cho năm 2024 để chiến game 2K và làm việc cực kỳ lý tưởng. Bây giờ, hãy cùng xem thử một chút về hiệu năng của nó nhé.
Rồi nếu như các bạn đang quan tâm đến bộ PC này hay đang có nhu cầu sắm cho mình một bộ PC để chơi game trong dịp hè này, đừng quên tham khảo techspace.vn với những bộ PC Hyperbox được tối ưu rất tốt về linh kiện cũng như là chất lượng và hiệu năng, với mức giá cũng hoàn toàn hợp lý trên thị trường. Còn bây giờ, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.